Nhà đất Minh Tiến Tiền Giang xin chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị là một lô đất thổ cư full 100% luôn nha anh chị ơi. Đối diện Vườn Bưởi luôn. Và đây là con đường trước đất của mình là đường bê tông 2m nha anh chị. Đường này thì xe máy cũng như là xe qua lâm, xe ba gác mình vào trong đây được nha anh chị. Thì đây là lô đất của mình nè anh chị, có trụ ranh giới rõ ràng luôn nè anh chị. Đó, ngang qua 5m, sâu vô là 20m. Đất thì cao ráo sạch sẽ không màu mã nha anh chị. Kế bên là cũng có nhà dân nè anh chị. Đó, chút nữa em sẽ chạy ra đường lộ nhựa cho anh chị xem nha. Thì lô đất của mình nằm ở là ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ngang 5 dài 20, full thổ cư, sổ hồng riêng, hướng tây nam nha anh chị. Đường là đường công cộng nha anh chị. Đó, đi vô công nữa là còn mấy căn nhà dân là hết đường rồi nha anh chị. Tương lai có thể mở đường hay không thì chưa biết nha. Hiện hữu là đường này là đường cùng nha anh chị, nhưng mà bên trong nữa mới là đường cùng. Còn bây giờ em sẽ chạy ra đường lộ nhựa cho anh chị xem nha. Đất của mình mà ra đường lộ nhựa huyện lộ 90C là chỉ có 200m thôi nha anh chị. Ra ngay chỗ tỉnh lộ 879B á, là chỉ có là 500m. Còn mình ra ngay chỗ chợ Mỹ Phong á, là 1,4km nha anh chị. Về quốc lộ 50 vào nội ô thành phố Mỹ Tho là 3km. Còn mình đi về bến xe miền Tây Sài Gòn là khoảng 57 cây số. Đây bên trái mình là cũng có nhà dân nè anh chị ơi. Đây dân cư rất là đông đúc và hiền hữu luôn nha anh chị. Đây mình chạy mấy chục mét ra đây á, thì cái hướng này mình ra đường tỉnh lộ 879 nè anh chị. Đi khoảng thêm 400 mét nữa ra đường tỉnh lộ 879 ha. Còn mình quẹo trái mình đi ra đường huyện lộ 90C là chỉ có 200 mét thôi nha anh chị. Nơi đây là nhà dân rất là đông luôn. Và cái lô đất của mình anh chị thì sẽ có giá là 500 triệu nha anh chị. Còn thương lượng nhẹ ha. Và đất của mình á, hiện hữu là có thể vay ngân hàng được 350 triệu ha. Nghĩa là anh chị chỉ cần trả trước là 150 là mình có thể nhận đất rồi. Mình về mình xây dựng nhà ok luôn. Đây mình chạy ra ngay chỗ huyện lộ 90C nè anh chị. Từ trong đất mình ra đây khoảng 200m ha. Hướng này mình đi ra là thành phố Mỹ Tho. Hướng này mình đi cũng đi ra thành phố Mỹ Tho luôn nha anh chị. Hai đường, đường này là đường thông hết. Đây là huyện lộ 90C ha. Đất của mình anh chị là full thổ cư rồi, cho nên mình về là mình xây dựng nhà thoải mái luôn nha anh chị ơi. Và chào tạm biệt cô chú anh chị mình.